chị bé Đà Lạt. Chào chị bé Đà Lạt. Chị Bảy. Chị Bảy nó ra kìa em ơi. Chị Bảy nó ra. Chị Bảy ơi nó có chừng. Chị Bảy này, chị Bảy mệt rồi. Chị Bảy nói tiếng lắm nha, giờ mới biết đó nha. Bảy là TikToker mà. Trời ơi. Xin dế chị Bảy coi. Xin dế chị Bảy nha, xin dế chị Bảy. Xin dế mặt nha chị Bảy. Thôi nhỏ này, cái miệng quá trời. Xin dế chị Bảy nha. Xin dế chị Bảy nha. Chị Bảy dữ quá à, thôi. Xin dế chị Bảy nha chị Bảy. Gừ gừ hoài sợ quá. Sợ gì đâu. Xin dế đẹp chị Bảy nè, chị Bảy nè. Nó ngứa mà nó ý nó dài không được, tại vì nó tròn á. Đó. Nhắn. Cười đi anh Bảy. Cười đi khách bo kìa. Không dám vào luôn á, nó hừ rồi. Nó thở á. Cái gì cũng mà. Cái gì khó à. Ta tương đương rồi, đây một cái rồi, 100 ngàn nè. Trời ơi. Vậy nha. Chị Bảy bắt tay coi chị Bảy. Bắt tay chị Bảy. Bắt tay cái. Bắt tay, bắt tay. Tay đâu, tay đâu. Tay đâu, tay đâu. Về nha, về nha. Ngồi chùm dưới, xin dưới chị Bảy nè. Xin dưới chị Bảy nè. Bye bye nha. Đối với anh về. Bảy. Đưa mang về tắm chưa, hơi chua nha, hơi hơi chua nha, tắm chưa. Xin chào Andy, Benny, gia đình nhà Thỏ. Sáng hôm nay thì tụi mình sang món bánh canh ở gần khu hotel mình ở luôn, ngay đầu đường Hoàng Hoa Thám luôn. Bánh thật bánh canh cô thương ha. Nhìn cái quán rất là đơn giản luôn, rất là đơn sơ luôn. Mà nhìn cái kiểu decor nó cũng hơi lạ mọi người, nhưng mà quán này có bánh canh rất là ngon. Mà ngộ lắm nha, không biết mấy bạn sao chứ mình thì mình mỗi lần mình ăn bánh căn ở mỗi quán khác nhau thì mình lại thấy nó ngon ở mọi điểm khác nhau. Theo như cô chủ quán cho biết đó, thì đây là cái mùa hoa lo kèn, thì hoa lo kèn sẽ có màu hồng và màu vàng. Thì mình được biết là cô nó nói là hoa lo kèn màu hồng đó, ở trong nó có sức tinh chất gây mê đó mọi người, nghe sợ chứ à. Nhưng mà bông này nó đẹp thiệt, nó rủ xuống ấy, và nó xòe ra như cái bông lo kèn á, màu hồng nó rất là đẹp luôn. Ăn sáng xong thì Andy và Benny quyết định là mình sẽ đi đến nông trại cún Puppy Farm và thăm mấy em cún. Tại vì Andy cũng là lần đầu tiên mình đến đây, thì anh theo cái hình dung của Andy thì nó sẽ có rất là nhiều thú cưng, có sẽ rất là nhiều chó như là cún. Ha. Còn hiện tại thì mình đang đứng ở chuồng cù dê và cho mấy bạn ăn. Mấy bạn mình mua cái đồ ăn ở cái xe trước cổng đó, xong mình cho các bạn ăn. Thì vé vào cổng ở Puppy Farm là 100.000 thì sẽ được tham quan nông trại cún và sẽ được tham quan luôn cái vườn dâu luôn ha. Thì gửi xe vô thì mình sẽ tham quan mấy em thú, mấy em dê, mấy em cù trước ha.
Đây là một cái chuồng cừu và dê. Xong mà đi vô nữa là sẽ kế bên là sẽ là chuồng lạc đà coi nè. Ồ cái bú nó rất là bự luôn á. Con ngựa nè, lạc đà nữa. Ồ lần đầu mình thấy con lạc đà mà có cái bú bự gì luôn á. Thời tiết hôm nay thì cũng không có nắng lắm, lâu nắng, lâu âm gì đó mọi người. Bây giờ mình sẽ vào ở trong đây là cái chuồng như là chuồng bọ, chuột lang bọ và bộ trưởng bộ ngoại giao Capybara. Thì ở đây mấy bạn bọ, mấy bạn chuột lang đó, rất là dạng luôn á, mấy bạn không có sợ. Mình cứ đi vào luôn, mình đi vào luôn xong rồi mình chạm, mình sờ các bạn luôn á. Thì vé vô cổng ở đây sẽ là 100 ngàn một người. Sau khi mua vé thì mình sẽ được đóng một cái dấu trên tay á. Cái dấu này sẽ được, mình sẽ tham quan cái vườn dâu ở cách đó 100, ở cách đó 300 mét luôn. Thì người ta sẽ dựa vào cái dấu này, người ta sẽ cho mình vào ha. Thì giá vé là bao gồm tham quan vườn thú Bobby Farm và vườn dâu luôn ha mọi người. Người ta nói là cái chú lạc đà này á, sẽ là phun, coi chừng là chú phun nước mía vô mặt mình á, nhưng mà mình thấy có vẻ là nó rất là thân thiện luôn, nó không có phun nước miếng đâu mọi người, nó khá là dễ thương luôn á, kiểu như là nó muốn hôn mình luôn á, coi nè dễ thương chưa, ai mới cúp cho bả vậy trời. Tạm biệt chú lạc đà, thì bây giờ theo xe chân của Benny chúng ta sẽ vào thăm ngôi nhà của các chú cún ha. Benny đang đợi sẵn và đây là nhà của mấy chú cún. Mình khá là bất ngờ luôn, tại vì nó khá là ít luôn, nó chỉ có 3 giống chủ yếu thôi, Corgi, Alaska với Husky thôi. Theo mình hình dung mình nó sẽ rất là nhiều cún luôn, nhưng mà hiện tại thì có 3 giống thôi, nhưng mà cũng khá là dễ thương. À có thêm Fox với là Golden nữa. Mấy cuốn này là vào giấc nghỉ trưa rồi, tụi mình đến con nó nằm kìa, trời ơi cái tướng nằm kìa. Tụi mình đến thì vào cái giờ của các bạn mấy bé ngủ trưa rồi, cho nên là có đa số là bé nằm ngủ trưa, nhưng mà mấy bé là dễ thương lắm đó nha mọi người. Coi bé nè, mặt ngáo thấy sợ luôn á, trời ơi mặt cưng ghê luôn á, không ngủ mà cái mặt không kìa, trời ơi cưng quá trời cưng rồi. Rồi đó, chỉ có như đó thôi. Bây giờ sẽ quay ra cho mọi người xem một lần nữa bé lạc đà dễ thương, cái mặt hề, xong rồi mấy bé ngựa, chú lạc đà có cục siêu bú này, xong rồi mấy chú chuột lang, mấy chú bọ, cái Bebara, cho mọi người xem một vòng trước khi mà Annie và Benny đi lên trên cái khu trò chơi cảm giác mạnh ha mọi người. Đây một vòng Bobby Farm, chú lừa, chú ngựa, chú lạc đà, cừu, dê, xong rồi bên phía bên đây là chuồng của cái Bibara nè, bộ trưởng bộ ngoại giao nè, ăn xong rồi ngủ xong rồi dậy tắm vậy thôi đó, công việc nhẹ lương cao không mọi người. Bây giờ theo chân của Andy và Benny chúng ta sẽ lên khu trò chơi chuột cái phao ha. Và đây là toàn cảnh ở Bobby Farm luôn mọi người, có cánh đồng hoa rất là đẹp rực rỡ màu sắc.
và chúng ta sẽ lên trên cái khu trò chơi cảm giác mạnh bây giờ ha. Theo chân Andy nào, let's go. Đó, bây giờ là lên 774 trên bậc thang ha. Xong rồi chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hai bên là cái hai hàng cẩm tú cầu rất là đẹp luôn. Và đây rất là đẹp luôn, bự to. Và phía xa là một cái trượt phao cảm giác mạnh ha mọi người. Tụi mình sẽ sắp chơi trò chơi đó. Trời ơi, hồi hộp náo nức quá trời luôn, chân tay run hết trơn luôn nè mọi người. Thì cái vé vô cổng hồi nãy á mọi người sẽ bao gồm cái trò chơi này luôn, 20 mọi người chơi bao nhiêu lần cũng được luôn, không giới hạn số lần luôn. Thì chơi trò chơi cảm giác mạnh xong á, bây giờ tụi mình chạy qua 300m là cái vườn dâu của Bobby Farm luôn ha. Thì cái giá vé là bao gồm tham quan vườn dâu luôn. Còn mình muốn hái dâu, hái cà chua, hái ớt thì mình mua thêm, người ta sẽ bán riêng ha. Còn phía trước mặt đây là cà chua hoàng kim ha. Ăn vào nó sẽ có vị ngọt ngọt, rất là lạ luôn. Bên đây là các loại ớt trái cây ha, mình cũng chưa ăn thử ớt trái cây bao giờ, không biết phương ra làm sao mà nhìn thấy nó to ghê, chứ nào cho nấy to dễ sợ.
đâu. Ngày cuối cùng ở Đà Lạt thì chiều nay bọn mình hứng dọn một cơn mưa luôn. Buổi tối trước khi lên xe về Sài Gòn thì cả nhóm có hẹn ăn tối ở một cái quán bán chân gà quái thú rất là nổi tiếng ở Đà Lạt luôn mọi người. Quán có một món chân gà quái thú và cái món ốc heo tiềm trong cái thố rất là ngon luôn, rất là nổi tiếng ở Đà Lạt luôn. Các bạn nên thử nha. Cái món tiềm của quán và món chân gà quái thú của quán này rất là nổi tiếng luôn, cho nên là rất là đông, phải ngồi đợi 30 phút mới có bàn cho mọi người á. Tại vì cái không gian quán cũng rất là nhỏ luôn, không to lắm, nhưng mà cái chất lượng đồ ăn rất là nổi tiếng, rất là ngon. Đây là món ốc heo tiềm, hình như là thập cẩm luôn, có nhiều loại trong đây lắm mọi người. Cái đây là ốc heo tiềm, còn đây là món chân gà quái thú rất là nổi tiếng ở đây. Và mình thì order cái món hình như là ngọc dương tiềm cũng trong cái thố luôn. Khi mà đem lên thì sẽ được đốt lửa quanh cái thố cho nó nóng lên và sẽ ăn dưới cái tiết trời Đà Lạt. Thì trộm phía là buổi tối trước khi lên xe về Sài Gòn thì ở Đà Lạt không có mưa mà nhiệt độ rất là mát. Tụi mình ra chợ Đà Lạt ăn dâu lắc và tận hưởng không khí này trước khi mà lên xe về Sài Gòn, trước khi mà trả phòng khách sạn về Sài Gòn ha. Không khí ở chợ Đà Lạt vẫn tấp nập, đông vui như ngày nào. Nhanh ghê á mọi người, mới đây mà ở Đà Lạt được 4 ngày rồi, và bây giờ trước khi mà đợi xe trung chuyển đến chợ ga bến xe, bây giờ tụi mình đang ngồi đợi, đang nằm đợi xe trung chuyển tới ha. Đây là cái không gian ở sảnh chờ của khách sạn mình đang ở, khách sạn Shin Village ở đường Hoàng Hoa Thám, mà mọi người có thể search trên Google ha. Nếu mà thích khách sạn này thì có thể đặt book qua online hoặc trực tiếp. Chẳng về thì bọn mình chọn nhà xe Phong Phú để làm phương tiện về Sài Gòn. Thì đây là hãng xe, cũng chất lượng của phục vụ ok lắm mọi người. Phòng chờ có cả bánh kẹo và nước uống cho mọi người đợi. Và cái giường ở đây là giường đôi, có thể nằm một người và có thể nằm hai người được luôn. Thì nằm hai người thì cái vé nó sẽ rẻ hơn. Và khi mà các bạn book ở trên app vé xe rẻ thì sẽ được giảm giá nữa mọi người. Nói chung thì trên xe cũng có đầy đủ trang thiết bị như là cổng sạc USB, cổng sạc Type-C đồ. Nhưng mà hên xui có cái sạc được, cái không sạc được. Còn có cả màn hình để coi YouTube đồ luôn nữa. Tuy nhiên thì cái chỗ của mình YouTube nó không coi được, nó cứ chập chờn, cứ trắng đen sọc sọc. Còn lại thì có đèn đọc sách, đèn trần đồ ha, rất là ok luôn mọi người. Rồi, gia đình nhà Thỏ cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với chúng mình ở 4 clip đi Đà Lạt, du lịch Đà Lạt ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip theo. Thank you for watching. Bye.